Thưa quý vị, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt được Đảng bộ thành phố Đà Nẵng quan tâm, qua đó tạo nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng. Với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm, ngay từ đầu, Quận ủy Thanh Khê đã triển khai chương trình công tác kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm đảm bảo toàn diện, chú trọng mở rộng đối tượng nội dung kiểm tra giám sát. Thống kê cho thấy, số cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng 125,5%. Công tác giám sát thường xuyên đi vào nề nếp, phát huy tác dụng tốt. Tăng cường kiểm tra giám sát đối với cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị, tập trung kiểm tra giám sát trên những lĩnh vực nhạy cảm phức tạp, dễ xảy ra tiêu cực. Trong đó thì liên quan đến về xây dựng tài cơ bản, tài chính ngân sách, quản lý đất đai, phòng chống tham nhũng, kê khai tài sản thu nhập. Thì qua đó cũng góp phần cái công tác đấu tranh, ngăn chặn về suy thoái về đạo đức, lối sống, cũng như tệ quan liêu tham nhũng lãng phí. Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát, từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, bảo đảm trọng tâm trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 1.600 tổ chức đảng và hơn 14.600 đảng viên, giám sát hơn 1.000 tổ chức đảng và hơn 2.800 đảng viên. Điểm nổi bật từ đầu nhiệm kỳ đến nay là đã đổi mới công tác kiểm tra giám sát theo hướng toàn diện, cụ thể, chất lượng, sâu sát và hướng về cơ sở. Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng bước đầu được đổi mới theo đúng quan điểm của đảng, ngày càng toàn diện, đồng bộ, đi vào nề nếp và có hiệu lực hiệu quả. Hoạt động của các cấp ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là cấp thành phố, về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát kỷ luật đảng được tăng cường, chủ động, ngày càng siết chặt về kỷ luật, kỷ cương trong đảng, phát huy được vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng và tinh thần tự giác của đảng viên, qua đó khẳng định được vị trí, vai trò công tác kiểm tra giám sát của đảng. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát không chỉ góp phần hạn chế vi phạm kỷ luật đảng mà còn phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu phải chú trọng hơn nữa nhiệm vụ quan trọng này. Giao cho ủy ban kiểm tra Thành ủy triển khai nắm tình hình và tiến hành kiểm tra giám sát ở các tổ chức đảng và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không làm đúng, làm đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn được giao. Sự trong sạch, vững mạnh của mỗi tổ chức đảng gắn liền với hoạt động kiểm tra giám sát kỷ luật đảng. Đà Nẵng xác định phải đặc biệt quan trọng công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của thành phố trong giai đoạn mới.